Mỹ thuật 2. Bài 4. Sáng tạo cùng sản phẩm thủ công. Cắt giấy tạo nét và gấp. Chuẩn bị: giấy thủ công, kéo, keo dán. Thực hành. Bước 1. Lấy kéo cắt dọc theo đường chia sẵn trên giấy. Sau khi cắt xong, chúng ta có những thanh giấy như thế này. Bước 2. Lấy một thanh vàng và một thanh tím để vuông góc và dán hai đầu chồng lên nhau. Bước 3. Gấp đan chéo xen kẽ lên nhau để tạo hình rích rắc cho đến khi hết một thanh thủ công. Nếu không đủ dài, có thể dán thêm giấy vào. Bước 4. Sau khi gấp xong thì lấy keo dán hai đầu lại với nhau. Sản phẩm của chúng mình đã hoàn thành.